này thì tôi có thị hồng viên nha. Ủa chứ hôm bữa anh nó không đâu người ta. Thì hôm bữa khác, giờ khác. Hôm bữa tôi thấy nó không quan trọng, giờ nó quan trọng không? Ờ, tự do tôi thấy là đi họp cũng cần nè, dự đại hội cũng cần nè, đi ăn nè, đi mua sắm thì được giảm giá nè, rồi đi thư viện cũng cần thẻ đó. Rồi có mấy đứa tôi thấy nó còn dùng cái đó để làm thẻ ATM nữa, mình thấy quá trời luôn á. Hay chưa, hôm bữa tôi đón nó không tin. Rồi, được rồi, để ngày mai tôi cứ nhận đây, tôi không bầu nó tí lại nha. Ok, cảm ơn Chí nha.